giám đốc khu liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình, tiền trả nhân viên còn không đủ, lấy đâu thay mặt cỏ. Chiều ngày 26 tháng 12, đội tuyển Việt Nam có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình. Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ có lẽ khá ngạc nhiên, bởi mặt cỏ đổi sang màu vàng, không còn xanh mượt như hồi đá giao hữu với câu lạc bộ Dortmund. Đại diện ban quản lý sân Mỹ Đình cho biết, do thời qua có hiện tượng sương muối làm cỏ chết nhiều. Bên cạnh đó, thời tiết lạnh của mùa đông cũng khiến cỏ không mọc xanh mượt như các mùa khác. Cột gôn được ban quản lý sân Mỹ Đình gia cố chắc chắn trước trận đấu với giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia. Khu cabin của cả hai đội cũng được làm mới. Mọi khâu chuẩn bị gần như được hoàn tất trước trận đấu Việt Nam vs Malaysia. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã tỏ ra không hài lòng với mặt sân Mỹ Đình. Ông còn cho rằng hai đội nên đi giày đinh để tránh chấn thương không đáng có khi thi đấu trên sân Mỹ Đình. Trình bày về việc mặt sân Mỹ Đình bị phàn nàn nhiều nhưng không được cải thiện, ông Nguyễn Trọng Hổ, giám đốc khu liên hiệp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết, đáng lẽ mặt cỏ sân Mỹ Đình từ 3 đến 5 năm phải thay một lần, nhưng vì không có tiền nên từ năm 2002 đến năm 2010 mới thay mặt cỏ một lần. Mới đây nhất là từ 2010, tức là 12 năm rồi mặt cỏ không được thay, không được làm mới, vì thế gây lún sụt. Cỏ thì già xấu nên không thể phát triển được, công nghệ chăm sóc cỏ của Việt Nam rất kém. Ông Hổ nói thêm, mọi người bảo lý do một phần là do sương muối, rét, nhưng châu Âu có tuyết rơi cả tuần, mặt cỏ trên sân vẫn xanh tốt. Muốn cải tạo thì phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Kế hoạch và Đầu tư rót tiền. Nhưng để làm đề án xin rót tiền cải tạo thì 4 đến 5 năm mới được duyệt. Hồi SEA Games 31 xin mấy trăm tỷ, nhưng chủ yếu sửa các hạng mục khác, chứ không cải tạo mặt cỏ. Bây giờ mặt sân lún, trong khi cỏ già chết rất nhiều, mà với kỹ thuật chăm sóc như hiện nay ở Việt Nam thì không thể tốt được. Hiện tại, ban quản lý sân Mỹ Đình kiếm tiền trả lương cho nhân viên còn không đủ. Lương của nhân viên bình thường từ 4 đến 5 triệu, nhưng bây giờ chỉ được trả nửa tháng lương. Thay mặt cỏ sân tốn rất nhiều tiền. Cụ thể, thay mặt cỏ bình thường đã rơi vào 6 tỷ đồng, nếu như sân chính thế này rơi vào vài chục tỷ. Được biết, VFF đã phải bỏ ra 800 triệu đồng để thuê sân Mỹ Đình tổ chức trận Việt Nam, Malaysia trong khuôn khổ bảng BAFF Cup 2022. Trận đấu diễn ra vào lúc 19h30 phút ngày 27 tháng 12. Lúc này các cầu thủ đang dành sự tập trung cho AFF Cup 2022. Dù vậy thì với cá nhân Nguyễn Văn Toàn, cầu thủ này cũng tính toán kỹ lưỡng cho tương lai của mình. Sau khi chia tay Hoàng Anh Gia Lai thì Hàn Quốc sẽ là bến đỗ mới trong sự nghiệp của Văn Toàn và kế hoạch sang K-League chơi bóng của anh cũng được gia đình ủng hộ. Nhiều khả năng Văn Toàn cùng người thân trong gia đình sẽ bay sang Hàn Quốc để ra mắt đội bóng mới sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Được biết, câu lạc bộ mới của tiền đạo gốc Hải Dương muốn cầu thủ này đến tập trung sau khi AFF Cup 2022 khép lại. Tuy nhiên, Văn Toàn cần thêm thời gian để chuẩn bị cho việc thi đấu xa nhà. Dù chưa được tiết lộ, thế nhưng câu lạc bộ Seoul Island có thể sẽ là điểm đến trong chuyến xuất ngoại đầu tiên của chân sút trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Gia Lai. Với câu lạc bộ Công an Nhân dân, mới đây ban tổ chức V-League đã xác nhận đội bóng tân binh của giải vô địch quốc gia 2023 chưa hoàn tất thủ tục đổi tên thành câu lạc bộ Công an Hà Nội như những thông tin đã đăng tải trước đó. Chính vì vậy cho đến thời điểm này, đội vẫn mang tên câu lạc bộ bóng đá Công an Nhân dân. Liên quan đến sự chuẩn bị cho mùa giải 2023, Công an Nhân dân đã đăng ký sân vận động Hàng Đẫy làm sân nhà. Như vậy, họ sẽ cùng với câu lạc bộ Hà Nội và Viettel thi đấu tại đây ở mùa giải năm sau. Vòng chung kết U21 quốc gia 2022 tiếp tục chứng kiến thêm một đội bóng bị loại vì vi phạm điều lệ giải. Theo đó, ban kỷ luật VFF vừa đưa ra quyết định xử phạt đội U21 Gia Định 6,25 triệu đồng. Đồng thời, loại đội bóng này khỏi vòng chung kết, lý do là bởi đội U21 Gia Định đã sử dụng cầu thủ Lê Văn Trường, người đã thi đấu chính thức quá hai câu lạc bộ ở mùa giải năm nay. Trước Gia Định, U21 Sông Lam Nghệ An cũng bị loại vì lý do tương tự. Ngay sau đó nhận thông tin này, phía câu lạc bộ Gia Định đã thông báo phản đối quyết định của VFF. Đội bóng này cho rằng đã được ban chấp hành VFF cấp phép cho sử dụng Lê Văn Trường tại vòng loại U21 quốc gia 2022 và khẳng định đội bóng không vi phạm bất kỳ điều lệ nào của giải. Và với việc U21 Gia Định bị loại đã giúp U21 Hà Nội lọt vào bán kết mà không cần tốn sức, họ sẽ đối đầu với U21 Viettel. Trong khi đó, U21 Thanh Hóa đã vượt qua U21 Hà Tĩnh ở trận đấu chiều ngày 26 tháng 12 để chạm trán với U21 Bình Dương. Vòng bán kết của giải U21 quốc gia 2022 sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 12.